Vâng, em Long Thể Thao xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn khán giả thân mến nha. Chào mừng tất cả bạn đã trở lại với video tiếp theo của mình. Như vậy là ngày hôm nay ngày 12 tháng 11 năm 2024, hai trận đấu cuối cùng của loạt vòng bảng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024 cũng đã chính thức khép lại. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật lại kết quả của những cặp đấu đã qua cũng như là lịch thi đấu trận bán kết mà các bạn vô cùng chờ đợi nha. Trước khi đến với những thông tin chi tiết thì rất mong các bạn hãy để lại cho em Lâm một nút like cũng như một nút đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất chi là nhiều. Và ở trận đấu đầu tiên, trận đấu giữa hai câu lạc bộ là VTV Bình Điền Long An với lại câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng được đánh giá cao hơn là đội VTV Bình Điền Long An cũng đã có một chiến thắng vô cùng nhẹ nhàng trước câu lạc bộ Hà Nội và tỷ số các set lần lượt như sau: 25-14, 25-9, 25-24. Qua đó, câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An đã có được chiến thắng 3-0 và giành ngôi vị trí nhất bảng trong bảng xếp hạng. Và trận đấu thứ hai, trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay, đó là trận đấu giữa hai câu lạc bộ đội chủ nhà Hóa chất Đức Giang Lào Cai với lại câu lạc bộ Vietinbank. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn rất nhiều về đội hình cũng như chiều sâu giữa đội Lào Cai với như đội Vietinbank, với một chiến thắng cũng rất là nhanh chóng. Cụ thể các set lần lượt như sau: set đầu 25-8, set thứ hai 25-12 và set thứ ba là 25-19. Qua đó thì câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã có một chiến thắng dễ dàng trước câu lạc bộ Vietinbank với tỷ số là 3-0. Và ngay bây giờ, không phải để cho các bạn chờ đợi lâu thì Long Thể Thao xin gửi đến toàn thể quý vị và các bạn lịch thi đấu của ngày bán kết của giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024 nha. Lịch thi đấu cụ thể như sau. Các trận đấu của giải bóng chuyền bán kết sẽ có chia ra làm hai trận. Đó chính là bán kết 1 và bán kết 2 sẽ được diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2024. Và cụ thể như sau. Trận đấu đầu tiên vào lúc 17 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ rất là đáng xem, đó chính là câu lạc bộ Agribank Ninh Bình với lại câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An. Và xét về tình hình tương quan lực lượng giữa hai đội thì có thể thấy đây là một trận đấu vô cùng cân tài và cân sức. Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá cao câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An hơn và cũng hy vọng rằng câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An sẽ có chiến thắng trước câu lạc bộ Agribank Ninh Bình. Và trận bán kết thứ hai sẽ là một trận bán kết giữa một đội bóng cũng rất mạnh trong những năm tháng gần đây, đó chính là câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Các cô gái chủ nhà sẽ phải đối diện với một đội bóng Thanh Hóa đang chơi rất hay trong mùa giải lần này. Và trận đấu bán kết hai giữa hai câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng như câu lạc bộ xi măng Lam Sơn Thanh Hóa sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2024. Và mình cũng hy vọng và cũng rất là hy vọng là câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ có chiến thắng trước câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Và dự đoán trận chung kết của mình sẽ là trận chung kết giữa hai câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An gặp câu lạc bộ xi măng Lam Sơn Thanh Hóa. Đó là những cái nhận định của mình. Còn không biết các bạn nghĩ sao về trận đấu này thì cũng rất mong là các bạn hãy đưa ra những cái nhận xét, những cái quan điểm của mình về trận đấu này nhé. Còn bây giờ thì em Long Thể Thao xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn ạ. Xin được hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.